giờ qua trên thấy vậy trên 20 phút. Gạch trong này có gạch đâu. Đây. Có con này không là hai con ký. Có gạch thì khủng bố nữa. Quá dữ con cua rồi đúng. Nãy giờ con là bự nhất. Hồi nãy biết làm sao ra không lên không? À. Chú xuống sình. Rồi. Đó có gạch nó không? Tôi thấy giống trơn vậy. Có gạch mà hơi yếu. Đây. Cua bự không có gạch. Một con. Hai con. Con này cắm đầu tiên rồi. Con này hơi nhỏ. Ba con. Bốn con. Đây năm con rồi lấy thumbnail đi. Bộ cái đây mọi người. Nhưng mà đút vô nó kẹp ha. Hello, xin chào mọi người. Mọi người bữa nay trời nắng tốt quá, nắng đẹp quá mọi người. Không gài nắng 2-3 ngày mà kẹp chuyện không có đi cắm mọi người bữa nay. Bữa nay đi cắm cậu cua tiếp tục mọi người theo chân mình đi cắm nha. Còn bữa hai bữa nó là hết cua là nghỉ cắm mọi người. Tại vì chuẩn bị máy cho máy cuốc đi vô sơ. Mấy cuốc con vô cuốc làm bào bao lại mỏi quá làm bào bao lại mọi người. Kì da. Rồi móc mồi rồi mọi người giờ đi cắm mọi người. Cuối luôn cô chú ơi, ngồi đợi 20 phút rồi bắt đầu đi thăm thôi. Đi thăm mọi người, chụp chương nó với con này ăn mọi người. Rồi coi nó ăn không. Mới cắm xong vừa xong cái quay lại là nó nuốt rồi. Đây đây đây. Đây nó ăn rồi. Lôi cho cỏ rồi, nó chậm chút nó lôi và sảy luôn. Lôi nguy hiểm quá, mới đây lôi lúc cà thai vô rẽ mắm rồi. Đẩy ra ngoài, đẩy ngoài. Nguy cơ sẽ cao quá. Từ từ. Rồi. Tiêu luôn rồi, sảy rồi mọi người. Chỗ này cái mắm nhiều quá. Dễ mắm. Ăn cái nó lôi vô. Rồi cần này ăn nữa mọi người. Gạo gạo mới đi gạo vòng ăn được hai cần, cần kia ăn rồi cần này ăn nữa, cần kia sảy à. Rồi cần này lôi ra ngoài là ok nha. Bây giờ cần này không sảy. Từ 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 nó cạn lắm rồi. Nó cạn ha mọi người, nó cạn là nó nhát dữ lắm. Ôi, biết một con ngon rồi. Con đầu tiên nha, con này phải bắt thôi rồi. Đây là con đầu tiên. Con này nó hơi nhỏ mọi người. Con này con yếm vuông. Nhưng mà trấu luôn. Trấu thì sợ lát rồi lấy hơn mọi người. Lát rồi nó dính nhiều quá mình thả nó ra. Lấy hơn. Đây con này ăn không ơi. Nãy mà mình mới cắm là xí bay lôi vô rồi. Lôi vô luôn rồi. Vừa ăn mọi người căng cẩn thẳng công nhận luôn mình, nhưng mà nó gịch vô cỏ. Sao nó ưa vô cỏ quá trời, biết nó gịch. Lôi vô rồi đó.
biết cái dính được không đây. Từ từ nhẹ nhẹ thôi. Vừa bước xuống rồi. Đó. Chắc cái giòn luôn á. Nhỏ nó dài lắm. Rồi. Rồi tới cái này luôn nè, nè. Rồi xảy rồi. Còn cái gì đó. Xúc. Dính hên quá rồi, xìa. Dạ rồi, dạ lên kia đi. Một con là hai con. Bữa nay tưởng là hiu luôn rồi, nhưng mà ok nha. Vợt kia hư rồi, lấy cái vợt này lỗ, không thấy gì hết trơn. Nó con này cho cua y. Ý phải cua cái mà thôi. Con này bự hơn con nãy. Rồi, ngồi xuống. Cháu người bị cẩy rồi rồi. Đó. Dây này nó tua tầm lắm đó. Hai con ngang. Con này bự. Đây lên con nãy nhiều quá không rồi. Con này nó nhỏ. Giờ cắm lấy hên đi chứ. Chưa cắm thả thì là nhiều quá, coi con nào nhỏ mình thả. Đây ra cần này là xăm cần này luôn. Phải gảo. Xiết đây. Dính này. Hồi lâu vô cỏ phọc bây giờ này trời chậm dữ vậy. Gịch dữ rồi nè. Đã ăn gịch luôn rồi. Đó. Dương đang đi lúc đắng. Nó mà lâu vô cỏ là xong, Cắm mà phải gình mọ rồi. Không gình là bởi vì cắm không cắm câu cá lóc cái chê á, cắm vài chục cân, trăm cân được, chứ câu cua này là chỉ cái 5-7 cân được. Nhiều quá là lỗ không nổi luôn, lỗ tới lỗ lui mà chậm chút là nó có hai cái càng á, nó xé cái cá nhanh, rất là nhanh luôn. Xiết lấy cái này nó gịch ra ngoài nè, nó không có gịch vô trong được. Nè. Lấy cái vợt đi. Rồi đó, sát bên, cái vợt sát bên. Ủa, gịch dữ. Quá. Con này là con bự nha. Dở lên được. Gật. Nè, cầm dở lên. Bự. Vậy từ từ thôi. Rồi. Còn lãng lãng mà. Dở nữa. Trời ơi. Con cua. Không thể tưởng luôn. Vì con ăn nó trời. Tưởng nó cua bự nó làm lôi lãng. Con này chắc không bắt luôn rồi. Bắt con người thấy nó anh sao thôi chứ. Người nói chuyện. Chuyện kỳ mày. Nè mọi người. Con này có khoảng 200 gram thôi. Quá trời mình thả rồi rồi. Thả hôm nay đi. Bye. Trống đi. Bye. Còn nằm đây không? Chạy. Đường này luôn rồi. Rồi xong luôn. Lâu vô luôn rồi. Cả thẳng nhạo luôn á, lâu vô ngược vô cỏ rồi. Nguy cơ cao. Không thể nào dính được. Đi lỗi liên tục luôn mà ngồi đi ngồi đi cha lẩu liên tục cho thấy nè, cho kêu mà chứ lôi vô kiểu này là nguy xảy cao lắm. Chả không cá gì mà cá xảy vô lôi kiểu này là chắc ăn à. Còn lấy ra được hết á, như sao nó là bị huyết đó, xìa thôi đó. Quá xìa. Nhưng mà cái con này sao kỳ ta. Thấy nhỏ nữa nhật Dương ơi.
Hôm nay cắm cua nhỏ nhỏ không trời, 4-5 con rồi nãy giờ. Chạy 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 chạy. Chạy qua, chạy 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 chạy. Chạy chạy chạy. Tè mày ơi. Cái này nó kẹp cái dữ lắm. Không có gì kẹp bằng con cua chứ. Cua là kẹp đâu. Ui. Con này cua đực. Cắm là có cua nhỏ nhỏ vậy là không bắt nhau rồi. Nãy giờ cũng 4 con rồi. Đi 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 thăm thằng này luôn nè, đi luôn. 4 con mà 2 con dưới 300 g phải thả rồi. Ôi. Bữa nay trời nắng xong cắm mau mệt các người. Từ giờ lội có khoảng cũng tiếng hồ mà được có 2 cua. Rồi 2 con này sẽ thả. Ba rồi nha. Ba đấy. Không nhỏ rồi đấy. Thật cưng này mới xảy nãy rồi. Nó lâu vô trong cái gốc. Nó. Gịch đó mọi người. Cưng này trống, trống xảy nha. Nó chưa lâu vô là được à. Hy vọng. Ui bữa nay sao là giòn giòn không, không có nào bự chứ. Trời rồi xong nữa. Cua kiểu này là ê, giờ qua đây đi, giờ đây nè. Giờ đây cho dễ nha chưa. Giờ qua chỗ này nè. Chỗ đó khó xúc quá. Trời ơi buồn thiệt luôn á mọi người ơi. Giờ đây đi. Nè. Kiểu này thả thì thả con này là con thứ ba luôn rồi. Cắm không có cua mà kiểu này cua gấp này thả ba con tiếc thiệt luôn, nhưng mà nó nhỏ quá phải thả nhau rồi. Thôi đi dài lần kia rồi, năm còn 2 cận ngày này nhục vô ơi, cận ngày không ăn rồi, còn cận cuối cùng này mọi người. Cuối nhà ăn không đây? Ăn rồi chứ chưa? Cưng này ăn nè. Căng nữa mọi người. Đây mình thả con này mọi người. Thả lại xuống đây luôn đi chứ sao giờ. Lộn mèo rồi. Đó, cho mình sát bên đây, sát cái cần câu này luôn. Cưng đó. Gịch dữ cái nè. Chai chán rồi mà lội mới có. Nó kêu nó bự nó bụng dữ luôn rồi. Mới thăm có 2-3 cần câu rồi, lội. Thấy giống như ông già xỉn rượu. Nó chứ đừng nói cô nhỏ đây nghe. Nhỏ nó chi gì nữa. Nói cái gì nữa thì giờ thả 3-4 con rồi đó. 3 con rồi. Con này bắt được. Kỳ càng. Nhỏ mà bắt được không? Em đi chó hay không? Chó bỏ sát bên đây nè. Nè cầm vật nè. Nào lạ gì? Con này lụm luôn. Mà mấy chai nước con cắm đẳng rồi. Đi rồi nè nè. Cái này lấy dây chối rồi, cái dây bỏ đâu đằng này nè. Cần này nãy giờ cũng lâu lâu mà không. Chưa ăn. Đây là tới đây. Trời. 3 con mọi người, sẽ thả 3 con nó là 6 con rồi. Buồn thiệt luôn. Con chó là như chuối. Sửa rồi mày lại. Đây bỏ vô thùng mọi người. Hôm nay cắm sao đấy cua nhỏ con thả 3 con dính được 3 con thôi vậy đi cũng được rồi. Rồi thằng Dương thấy ăn cần này luôn rồi, cần này nãy giờ ăn cần này là con là con thứ hai luôn, lôi ra như vậy là ok luôn rồi. Lôi ra ngoài là dính, còn lôi vô trong là xong. Sao lôi kiểu kỳ vậy?
Dạ lên, dạ lên, dạ lên. Còn bự cái gì sàn dữ rồi. Cũng còn nha. Mưa đâu trời. Mưa đâu rồi, Bạc Liêu rồi. Trời hôm nay nắng 3 ngày rồi. Hôm nay mưa thúi đất, hôm nay nắng 3 ngày mọi người. Nắng mà nắng tới cây thì quéo quá trời. Trời lúc này ngộ thiệt. Mưa cũng dữ mà nắng cũng dữ. Đấy. Mà nay cua cắm cua không bự gì chưa. Cua không giòn không. Cua này cũng được 300 gram mọi người. Xé con này ra làm hai. Có thứ tư rồi, đã thả ba con rồi, thứ mấy, thứ bảy. Chà, bữa nay cắm cũng nhiều cua, bảy con rồi, dính được bảy con, mà thả ba con trúng luôn rồi, không phải thắt cua bự chắc là mặt chẽn hết. Bữa nay tình hình căng cái là nước nó sao giật quá, không có nước nhiều cắm cua bự không. Mọi người hỏi chứ cua này là cắm vuông hay gì không? Lúc trước là cắm cái vuông quang, lúc này là cắm cái vuông mà thả cua con không rồi. Cua con nó lớn lên là mình bắt thôi. Mà cũng thẳng đi nuôi nhưng mà không có cho ăn không nữa. Tự động nó ăn, kiếm ăn nó lớn hơn đó, phải nuôi như công nghiệp nha. Tại vì một mảnh là một mẫu đất thì nó rộng có khoảng hai mấy ba chục ngàn mét vuông nhưng mà mênh mông đại hải luôn. Cái bắt đầu mình thả cua xuống tự động nó lớn. Bắt đầu mình khi nó lớn lên mình bắt được nhiều mình bắt cũng hao hụt nhiều lắm mọi người. Rồi nó bò đi tùm lum tá la chứ không có bờ gào lắm mọi người. Nó khi nó bò lên bờ ở chuột cống ban đêm á, bò lên bờ gặp chuột cống nó lụm hết trơn luôn, nó ăn bỏ lại xương sóc mu méo gì sao lụm được, nó cứ ngát mà sao lụm. Không biết nghĩ sao nó hay lắm mà con cua càng kẹp cái là la làng luôn mà nó cắn cua chết ngắt luôn. Còn được 4 con rồi. Con nha. Ê, ăn nè mọi người. Cực này không ăn nè, cực này không ăn mà cực này ăn nè. Sao bữa nay nè? Sao bữa nay nè? Cực này ba con hả? Cực này sao bữa nay là gom ra dữ vậy, nó chung cho mấy này nữa nè. Nó gật rồi. Gật mập. Nè, bí quyết. Trong lúc nó đang bất ngờ, đẩy nó ra là không, nó không có dính chậm nữa nè. Đẩy ra. Bự ha, chặt dữ kìa. Nó. Dữ vậy, cũng dữ vậy. Má nặng như vậy. Cô bự rồi. Khủng bố con cua nè. Quá trời con cua luôn. Cô bự con rồi. Cua cá chè nái vậy. Đây. Hồi nãy giờ mình cũng nhẹ tiếng mấy hai tiếng đồng hồ lội hồi khổng khổng khô chân. Chắc là mình cúng câu nghỉ mọi người. Đóng kết nhiều rồi. Ôi, con cua cá chè ba nái rồi, cả con này không là tiền không? Tiền không nổ. Đồng tiên. Quá trời mới được con này được cái 500 gram. Nãy giờ con tí không. Con này là bự nhất. Nãy giờ qua trên thấy vậy trên 20. Gạch con này có gạch đâu. Đây. Có con này không là 2 con tí. Có gạch thì khủng bố nữa. Quá dữ con cua rồi luôn. Nãy giờ con là bự nhất. Hồi nãy biết làm sao ra không lên không? Sao? Chú xuống xịn rồi. Trời ơi, có gạch nó ngủ. Tôi thấy giống trời vậy. Có gạch mà hơi yếu. Con bự không có gạch. Một con. Hai con. Con này cắm đầu tiên rồi. Con này hơi nhỏ. Ba con. Bốn con.
con rồi lấy thumbnail ơi. Nó vô dữ ta. Ghê vậy. Buộc buộc cái lên thôi mọi người. Nhưng mà đút vô nó kẹp nha. Đó. Nãy giờ thành quả cắm bữa nay là gần 2 tiếng đồng hồ mọi người. Mà trời nắng quá lội hết nổi mọi người. Không, bây giờ mình cắm nhiêu mình xin tổng kết thành quả được nhiêu mà mình xin nghỉ mọi người. Mọi người thích thì nhớ cho mình xin một like, một đăng ký, một bình luận góp ý mọi người. Đó, mọi người vô kêu mình đi cắm cua đi. Rồi có nguyên cái tem á, đầu đi cắm mà bữa nào mình mời nguyên tem đi cắm luôn mọi người. Nguyên tem mà không gài comment vô là đầu đi cắm gì với mình. Mỗi mốt mình coi là mình chuẩn bị ngày nào tốt mình mời nguyên tem đi fan hâm mộ á. Là cắm chứ không phải tem, nói tem là hơi sai. Rồi xin tạm dừng tại đây mọi người. Xin tạm biệt mọi người, xin bye bye.